Mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay Pháp Thái tiếp tục đến nhà vườn của em Minh Phú có một số hoa giấy tác phẩm bonsai quý cô chú anh chị em nhằm phục vụ hoa kiểng Tết ha. Rồi, chào Phú. Chào anh Thái và chào tất cả các em cô chú anh chị em đang ủng hộ kênh của Pháp Thái. Dạ, hôm nay em cũng xin phép được ngồi để đo cây giao lưu với mấy anh em, tại vì giò nó mới chấn thương. Bị sự cố xe Dạ, ha. bị sự cố xe cộ. Dạ, hôm nay em cũng có về một số mặt hàng tác bonsai để giao lưu đến cô chú anh chị em mình. Rồi, đầu tiên em lên mã số 1. Mong quý cô chú anh chị mình tiếp tục ủng hộ ha. Dạ. Đầu tiên mã số 1 là một cây ghép hai màu lửa. Dạ, chiều cao của nó là 70. Gồm có ruby lửa và cam lửa. Tán ngang của nó là 60. Cây này Hoa là rất là hai đẹp. màu lửa mấy nè, một màu tím lửa và một màu cam lửa. Cây một đế ha. Dạ. Rồi, cho hoành luôn em. Đây, đo hoành em À, vị toàn trí bộ này. cây là mình gửi đi nguyên chậu hả Phú? Dạ, gửi nguyên chậu. Hoành em vị trí này là 13. Rồi. Rồi giá Này cho cũng mã số đẹp. 1 luôn em. Mã số 1 này em xin giao lưu. Mã số 1 em xin giao lưu là giá là 350k, bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, cây này về Rồi. quý cô chú anh chị mình chỉ cần vô dây thôi ha. Dạ, mã số 2. Là Em một cây muốn tím quay cho bướm. mấy em coi phơm tàn nó trước cái. Mã Phơm số tàn 2. tròn xe hoa Tròn đang xe, phun hoa. đang phun hoa. Chiều cao của nó vẫn là 70. Tán ngang của nó là 50. Này một đế luôn quý cô chú Dạ, cây nó này một đế. quái ha. Dạ, quanh ngay vị trí này là 14. Cái này hồi xưa mình đóng một bo nè, Đúng xong mà 10 giờ bo cái đây. tàn nó bự là quý Dạ. cô chú mình biết là Nên ghép em cái này đâu. về mình nuôi cho nó liền luôn, mình đục cái này, mình vớt cái này nhẹ ăn cái. Em cũng Đế đẹp hay quái. dạ chân cẳng cũng làm chứ có được, để nữa em làm cho anh em. Rồi hoành tán ngang của nó là 50, chiều cao của nó là 70, hoành của nó là 14. Mã số 2 này có giá là 450k, bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Đặc Rồi, biệt cái phom tàn này hôm mình nay về mình để tự cũng nhiên giống đẹp. xả mấy mặt hàng ra cho mấy anh em luôn chơi. Đây, mã số 3. Một cây ghép ruby lửa. Ruby lửa, còn gọi là tím lửa, cây chim mâm tàn Này tán. một màu lửa nha quý Dạ, anh chị em. chiều cao của nó là 70, tán ngang của nó là 60. Này để cuộn ha. Dạ, đế cuộn đẹp nha mấy nè. Quanh cái vị trí này là 10. Quanh quanh cái vị trí này là 13. Đế sạch. Đế sạch đẹp cuộn nha mấy nè. Rồi Đế giá này mã đế số cuộn 3 luôn chậu. em. Mã số 3 này em xin giao lưu giá là 400k, bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Rồi, mã số 4, một cây đế quái lắc. Một cộng đế Một luôn. cộng đế lắc quái. Mã số 4. Tím bướm thì khó phải cãi rồi. Nó hoa Dạ. rất đẹp. Chiều cao của nó là 70. Tán ngang của nó là 50. Hoành em đang ngay vị trí này. Hoành ngay vị trí này là 13. Cây này Cây về qua dạ. tay vô dây cái nữa. Dạ. Ở dưới này có đắp rong luôn quý cô chú anh chị. Dạ có. Rồi giá luôn thôi. Rồi giá của mã số 2 này có giá là 400k, bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Tiếp theo tới cái lên hàng size lớn ha. Dạ, size lớn hơn. Phôi giấy Mỹ ghép Phôi đỏ giấy lửa. Mỹ ghép đỏ lửa. Chiều cao của nó ngay vị trí này là 8 90. Tán ngang của nó là 70. Đỏ lửa cái màu rất là ngọt luôn. Dạ. Cái hoành. Hoành ngay vị trí này là 21. Cụ đế đặt ha. Đây, em đo sổ đế. Sổ đế cây này là 25. Đo hạ hoành cũ cho mấy em về thảo coi xem tham khảo. Hoành cũ ngay vị trí này á là 35. Rồi giá luôn em ơi. Rồi, mã số 5. Mã số 5 này có giá là 900k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Rồi. Tiếp theo, Mã mã số số 6. 6. Cây này để sổ nôm ha. Dạ, cây này quái. Như Mỹ ghép tím bướm quý cô chú anh chị. Tím bướm. Chiều cao của nó là 70. Dòng tím bướm hoa to đẹp. Tán ngang của nó là 70. Cái nền nó giống như là tím chuông vậy đó, nhưng mà dạ, nó có nhưng mà cái chạy sập nó viền. sập viền. Hoành ngay vị trí này là 16. Xây 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 cái đấy à. Dạ, đây Đấy rất là xây cái quái đấy luôn. cho Này về lên chậu dĩa ha. dạ, Vô dây về xương lên xương nữa là trong một cái tác phẩm dĩa mỏng. Càng mỏng thì càng đẹp mấy anh em ơi. bonsai. Rồi giá luôn em ơi. Rồi, giá của mã số 6 này có giá là
có giá là 700k, bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi tiếp theo mã số 8, mã số 7, mã số 7, mã số 7 cam lửa, cam lửa chiều cao của nó là 80, tán ngang của nó là 70. Cái này giống mới, nói chung là ghép vườn em là giống... ghép cái đợt đầu ha. Dạ. Phôm tàn nó đặc. Quanh những cái vị trí này là 16. Cái này giống như con thú nó ngồi ha. Dạ. Phôm tàn tròn. Dạ, quanh 16. Đang cao 80, tán ngang 70. Rồi giá luôn. Rồi giá của mã số 7 này có giá là 700k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, một cái màu cam rất là ngọt luôn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 8, mã số 8. Vẫn là một cây. Chiều cao của nó là 80, ghép cam lửa với cô chú anh chị em. Tán ngang của nó là 7, tán ngang của nó là 60. Tay cành này về vô dây là vừa luôn. Tay cành này về vô dây. Là tại vì nhánh nó còn đẹp. Đây, hoành ngay vị trí này là 17. Củ đế đặc ha. Dạ. Mã số 8. Có giá là 700k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 9, theo là mã số 9, ruby lửa, ruby lửa, tím lửa. Chiều cao là 80. Tán ngang của nó là 60. Phôm tàn này tại vì mình cơi giật nhiều á, nó đặc. Đặc rất là đặc luôn. Vậy với cô chú anh chị mình cứ cơi. Dạ. Quanh cái vị trí này là 13. Củ đế đẹp. Sản số 9. Mã số 9 này có giá là 700k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 10. Cây này ghép hai màu với cô chú anh chị. Cây hai màu. Chủ đạo là màu cam lửa nhưng mà có một bo nó là tím lửa. Số 10. Chiều cao của nó, chiều cao của nó là 1m. Tán ngang của nó là 60. Quanh ngay vị trí này là 19. Rồi, một cái củ đế đặc luôn ha. Dạ, củ đế đặc. Sạch luôn với cô chú anh chị. Củ này một vừa quái mà vừa đặc lắm nè. Một cốt dán trực luôn. Rồi, dạ. Giá luôn. Mã số 10 này có giá là 800k, bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Tiếp theo, mã số 11. Một cây cam lửa. Phôm tàn dày đặc với cô chú anh chị em. Cây chì mầm đang lên cơi búp rất là sai ha. Chiều cao là 80. Tán ngang là 60. Hoành ngay vị trí này là 18. Nói chung lô này đế rất là sạch ha. Dạ, đế sạch, sạch đẹp. Mấy anh em về nào mà mấy anh em cái hàng này em làm chi mâm cho mấy anh em nè. Nè, thúc chi hết trơn. Mấy anh em về cứ lặt lá vô dây sửa ra. Đây anh em là Tết sửa nước này thôi là Tết là có hoa chơi. Giá mã số 11 luôn. Giá mã số 11 này là cái giá là 700k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Lên 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 hai cái nhỏ nữa. Mã số 12. Mã số 12. Cây tím lửa. Cái màu tím phải nói rất là ngọt. Dạ. Đêm nó giống như là mình bật đèn là giống như nó dạ quang với cô chú chị. Dạ. Cây này nó chưa rộ hoa tại vì đang giật cơi lại cho nó vào cây Tết. Chiều cao của nó là 80. Tán ngang của nó là 40. Cái này chi mâm nên tàn nó không có được chỗ to. Này nó có cái eo. Eo. Cái này. Đây. Hoành cái vị trí này là 17. Em đo thử cái củ đặc cho mấy anh em. Củ đặt ngay vị trí này là 35. Rồi, giá mã số luôn. Mã số 12. Mã số 12 có giá là 900k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, xuống đây. Mã số 13. Tiếp theo là một cây tím lửa nữa quý cô chú anh chị. Cây này nó có một cái tược giấy Mỹ lên hoa luôn nè. Màu tím lửa phải nói rất là ngọt. Chiều cao của nó là 70. Tán ngang của nó là 60. Hoành vị trí này 15. Mã số 13 này có giá là 400k, bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi.
cây toàn bộ bên em là cây bao chi ship toàn quốc hết ạ. Cây phơm rất là đẹp ha. Tiếp theo mã số 14. Rồi mã số 14. Cây này thì hàng lớn với cô chú chị, size lớn nha. Size lớn Mỹ ghép tím bướm. Cái form tàn 14. Tự nhiên thôi mà cũng đã đủ đẹp rồi. Này về với cô chú mình bệnh dây vô cái nó thì cực kỳ luôn. Đây, hoành ngay vị trí này là 19. Rồi, em đo chiều cao tán ngang qua. Chiều cao của nó là 1 mét. Tán ngang của nó là 80. Đế sổ đế đẹp. Sổ đế, em đo sổ đế hạo là 30. Sổ đế là 30. Ở dưới này còn đế quý cô chú. Dạ, dưới còn đế rất nhiều. Anh em nào về mà chơi bonsai á, thì mình ép chậu móng. Chậu này là 35. Rồi, đế rất là đẹp nha. Đặt. Rồi, giá mã số luôn. Rồi, mã số 14 này có giá là 1 triệu. Bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Đây, size lớn quý cô chú anh chị. Size lớn. Tiếp theo. Tiếp theo 15. Là mã số 15. Cây này ghép hai màu lửa. Cây một cốt ha. Chiều cao của nó là 1 mét. Tán ngang của nó là 50. Tím lửa và cam lửa quý cô chú anh chị. Dạ. Tím lửa, đây là cam lửa. Hoành ngay vị trí này là 20. Cây một cốt 15 trực. Mã số 15. Mã số 15. Rồi, mã số 15 này em xin giao lưu giá là 800k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo, mã số 16. Mã số 16. Ồ, cây này dáng đẹp quý cô chú chị em. Một cốt và đế quái luôn. Một cây giấy Mỹ ghép cam lửa tiếp theo. Chiều cao của nó là 70. Tán ngang của nó là 70. Một cốt ha. Thân quanh sạch. Ngay vị trí này là 14. Để nó thắt nè. Cũ đem đo hạo thọ cũ. Cũ của nó là 30. Rồi giá luôn. Mã số 16 này có giá là 800k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Mã số 19. Đây. Cây này cái chân nó dài giống như chân con là điểu vậy đó. Nó thắt rồi mấy nè. Ghép tím bướm quý cô chú anh chị. Đang phun hoa luôn. Chiều cao của nó là 1 mét. Cây này là mã số 18. Tán ngang của nó là 80. Cây mã số mấy? Cái size là cái form nó rất là đẹp quý chú anh chị, tay cầm nó đóng rất là khéo nha. 17 à? Mã số 17. 16 bên kia 17 kìa. Cái bên đó, cây tím lửa mới lên 15 mà. Phải không? Mã số 17. Mã số 17. Ờ, đó xin đo lại chiều cao, thông số. Chiều cao của nó là mã số 17, chiều cao của nó là 1 mét. Tán ngang của nó là 80. Giờ nhầm mã với cô chú chị. Nhầm mã, xíu nè, nay cũng hơi lòng khổng một xíu. Rồi, hoành ngay vị trí là 18. Rồi, để em đo, đo sổ đế kìa. Cây này giống như cái con đà điểu á, chân nó dài. Sổ đế của nó là 40. Này mình đi mình gửi nguyên chậu luôn ha. Dạ đi gửi nguyên chậu luôn. Rồi giá luôn em ơi. Dạ. Mã số 17. Mã số 17 này có giá là 1 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Mã số 18. Cây nó quái. Cây này thì rất là quái luôn. Rất là VIP luôn. Chẳng là ghép tím bướm nha quý cô chú anh chị em. Dạ. Để với Mỹ. Rồi đây mã số 18. Rồi chiều cao thông số luôn. Chiều cao của nó là 70. Tán ngang của nó là 70. Phơm đều quý cô chú anh chị. Dạ. Một đế lắc ha. Một đế lắc. Cò lắc rất là đẹp luôn. Dạ. Hoành ngay vị trí này là 16. Rồi em xay xay cái mặt tiền nha. Đây đây để em xay. Bên đây thì nó có một vết thẹo nhẹ nhưng mà nó đã sành trơn. Quá đá hết quý cô chú anh chị. Mà về quý cô chú anh chị mình chơi bonsai có máy ha. Mình lũa ra, mình chét keo xử lý vô. Dạ. Thành một cái cây. Rồi mã số 18 này vẫn có giá là 1 triệu. Em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo. Mã số 19. Rồi, mã số đẹp cây cũng đẹp luôn. Dạ. Cây này cái đế thì sổ đế nôm. Đặc biệt phơm tàn to. Chiều cao của nó là 90.
bán ngang của nó là 80. Đủ mệnh giá cho quý cô chú anh chị mình sưu tầm vừa cái túi tiền ha. Đây, tán ngang lồng quành neo của nó là 20. Đế nè quý cô chú anh chị. Số đế là 40. Rồi xay 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 cái đế em. Đây. Đế rất là sạch ha. Phôm tàn thì đều đặt. Rồi giá luôn. Rồi mã số 19 này có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Rồi. Xuống cây. Mã số 20. Mã số 20. Cây giấy Mỹ ghép cam lửa đang lên cơ bắp nha. Chiều cao của nó là 70. Phơm tàn tròn tự nhiên. Tán ngang của nó là 70. Một cổng đế ha, lắc. Dạ. Quanh cái vị trí này là 12. Xay xay cái đế. Rất là duyên ha. Dạ. Rồi giá luôn. Mã số 20 này có giá là 350k bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Mã số tiếp theo, mã số 21. Mã số 21. Ghép tím bướm của cô chú anh chị. Đây, dòng tím bướm. Chiều cao của nó là 8, chiều cao của nó là 75. Tán ngang của nó là 40. Cây này vô dây là hết bài luôn ha. Dạ, cây này vô dây là hết bài luôn á. À, có vô nhẹ cho mấy anh em nước anh nè. Quanh cái vị trí này là 11. Một cộng đế xuống đây thì bỏ đế thêm ha. Dạ. Đây, đế này mấy anh em về vô cái chậu dĩa mỏng ra khai thác đế thêm. Rồi giá luôn em ơi, mã số 21. Mã số 21 này có giá là 400k bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 22. Số 22 này chiều cao của nó là 60. Tím lửa của cô chú chị. Tán ngang của nó là 50. Gu bị lửa. Dạ. Cây này cũ lịch. Mã số 22. Rồi, hoành luôn. Rồi, hoành. Cây này hoành to đấy. Hoành ngay chị. Đúng là to thì trăm mấy luôn rồi. Lộn đớt. Hoành ngay dưới này là 20. Cũ nè, mấy nè. Liền lạc ha. Liền lạc. Rồi giá luôn. Mã số 22 này có giá là 700k bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Rồi. Mã số 23. Mã số 23 cũng là mã số cuối clip của ngày hôm nay. Ghép tím bướm. Ồ, hóa lên. Chiều cao của nó là 80. Tán ngang của nó là 60. Hoành ngay vị trí này là 12. Đế nơm ha. Dạ, đế nơm. Cũng là 25. Xoay xoay dòng em, cái phôm tàn đặc. Rồi giá mã số 23 luôn. Mã số 23 có giá là 8, có giá là 800k bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Rồi. Hôm nay cuối clip cũng mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị em trong cái clip của ngày hôm nay. Do bữa nay bị sự cố nên nay bị sự cố không có đứng để chào anh em nữa. Rồi. Dạ. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào clip tiếp theo. Và trong vườn thì mình quay một số mã số đại diện nha quý cô chú anh chị. Hẹn còn rất là nhiều nha. Và đây là những cái cây cái size lớn nha. Size lớn, đế rất là đẹp luôn. Đường đi cũng thì quý cô chú anh chị nào cần cái nguồn thì cứ liên hệ chỗ em Minh Phú nha quý cô chú anh chị. Đây, một cái cây đế một đế nè. Ồ, những cái chậu đế rất là quái luôn. Đây là ghép tím bướm nha quý cô chú anh chị. Nguyên một cái củ đặc luôn. Đâu? Rồi, Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại nha quý cô chú anh chị em.